350 cánh diều của 35 câu lạc bộ đến từ các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước đã tụ hội về liên hoan diều toàn quốc lần thứ 2 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Diều Việt Nam tổ chức tại khu du lịch sinh thái Cồn Đen, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Lần đầu tiên được đăng cai tổ chức, tỉnh Thái Bình đã chuẩn bị chu đáo cho sự kiện này. Năm nay, những cánh diều xã Song An đại diện cho tỉnh Thái Bình sẽ đọ sức thi tài với gần 150 nghệ nhân diều đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đắk Lắk, Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Nam Định. Liên hoan diều toàn quốc lần thứ 2, người xem có cơ hội được trải nghiệm học cách làm diều, vót khung, dán giấy, khoét sáo, vẽ tranh trên diều và cách buông diều. Liên hoan diều toàn quốc lần thứ 2 thu hút đông đảo nhân dân đến thưởng ngoạn. Với chủ đề cá ngừ đại dương tinh hoa của biển, tỉnh Phú Yên khai mạc tuần văn hóa du lịch Phú Yên năm 2022 nhằm quảng bá hình ảnh kích cầu du lịch sau đại dịch COVID-19 tại Tháp Nghinh Phong, thành phố Tuy Hòa. Sự kiện được diễn ra đến hết ngày 31 tháng 7, gồm các hoạt động như chương trình ẩm thực xác lập 101 món ăn từ cá ngừ đại dương Phú Yên, liên hoan nghệ thuật bài tròi, lễ hội tôm hùm thị xã Sông Cầu, một số hoạt động thể thao do Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với địa phương tổ chức. Đây là dịp để Phú Yên tôn vinh nghề câu cá ngừ đại dương truyền thống, là cơ hội để các doanh nghiệp kinh doanh du lịch thúc đẩy hợp tác đầu tư, giới thiệu hình ảnh, phong tục đặc sắc của địa phương đến với bạn bè trong nước và quốc tế, tạo lợi thế cạnh tranh của du lịch tại địa phương là nghỉ dưỡng kết hợp với khám phá cảnh quan thiên nhiên và hệ sinh thái biển đảo ven bờ.